Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Cái clip này thì tôi xin được dành tặng riêng cho anh em Lâm Tùng Lâm. Đây như là một lời cảm ơn, một sự tri ân tới anh em Lâm Tùng Lâm với những cái đóng góp của anh em trong suốt cái quãng thời gian mà tôi làm YouTube. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Sáng nay khi tôi ra clip mới thì bạn Lâm có mong muốn là tôi sẽ chơi cái bộ gấu. Ok anh em nhá, tôi sẽ chơi cái bộ gấu để xem là cái bộ gấu thì nó có thể kết hợp được với cả cái bài gì thì nó mạnh. Đấy. Thực ra ấy thì phải chia sẻ thật với anh em là cái bài gấu ấy là một trong những cái bài mà tôi rất là thích chơi. Nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội tôi được chơi đâu. Đấy, bởi vì cái bộ này là cái bộ mà chúng ta không mua được. Chúng ta không thể roll ra nó ở trong cái kho tướng. Và chúng ta chỉ có phụ thuộc vào may mắn thôi. Đấy, nên là nhiều khi là cũng rất là khó để chúng ta có thể làm cái content này. Làm cái content này tôi nói thật với anh em là chơi gấu là một trong những cái bài mà rất ít khi tôi có làm ở trên kênh của tôi. Đấy, rất ít. Và anh em mà nếu mà theo dõi tôi ở trên in game ấy, hoặc là các anh em mà thân quen là anh em cũng đều hiểu được là tôi thì cái arc của tôi là cái arc mà free, không có lạp battle pass, nên là nhiều khi là tôi cũng không có chơi gấu bởi vì nó rất là khó ra. Cái arc này thì tôi biết mà, nó rất khó ra gấu. Mà nếu mà nó thường ra, nó ra gấu thì nó thường là nó không ra mấy cái round đầu đâu. Round 2 là bắt đầu ra gấu rồi đấy. Nhưng mà riêng cái arc này nhá thì nó phải tầm khoảng, nếu mà sớm thì nó cũng phải 7 round, nó cũng phải đến round 7. Mà nếu mà gọi là mức trung bình ấy, mà thường ấy, là nó sẽ phải làm ra 10 nó mới ra con gấu để chúng ta có thể mua ở trong kho tướng cái con gấu đủ 2 tiền nha anh em ạ. Đấy, còn cái con gấu tiếp theo thì tôi cũng không biết là đến khi nào nó mới ra. Nói chung là nó khá là gọi là đen ấy ở cái arc này, nên là tôi cũng rất là ít khi chơi gấu. Anh em sẽ thấy là rất ít cái clip mà làm về cái bộ gấu nó được lên ở trên kênh của tôi. Rồi. Ôi. Nó lại thế cơ. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Đấy nó là một cú, là cú lừa đúng không? Đấy gọi là cú lừa computer, lừa máy, khả năng lừa máy. Phải nói thế thì nó mới ra. Anh em thấy kỹ năng lừa máy của tôi là thế nào? Chốt cái giáp đã anh em. Chốt cái giáp đánh thắng round này đã. Rồi có anh em sẽ bảo là ớ đéo mua gấu à? Bình tĩnh, thắng rồi mua nha anh em nhá. Round này là phải mạnh đã. Bài ở trên bàn cờ nó đang mạnh nhưng mà hai đỏ có Skull Hunter với cả con ảo ảnh đầu game nó mạnh. Cho vào lấy được cái chiến thắng đầu tiên có tiền đã. Tội gì mà phải chơi gấu eco làm gì anh em. Cho gấu vào sớm eco một round à? Thôi để round sau. Đấy anh em thấy không, đủ tiền mua mà. Mà giả sử nhưng mà tôi chả may mà nó thua đi ở round vừa rồi đi, thì là tôi coi như là tôi bán cái con sao đi vô đi là được. Có cái gì đâu. Đấy, thế này có phải mạnh không? Đấy, có thêm trừ giáp này. Cần 2 tiền up cấp. Thôi bán con Skybreaker đi anh em ạ. Nó không có slot cho Skybreaker đâu, bởi vì tí nữa là kẹp Hunter vào thôi. Kẹp Hunter thôi. Chứ còn Skybreaker bây giờ lên 2 sao cũng không có cho vào được. Đấy, kẹp đỏ là hết rồi. Slot 6 là cho Hunter. Đấy, slot thứ 6 là cho Hunter. Ở level 6 nha anh em nhá, là phải kẹp gấu vào. Nếu mà muốn chơi gấu thì phải kẹp gấu vào và có 3 Hunter. 3 Hunter, 2 đỏ, 2 Exit. Thế là ok nhất. Thế thôi. Chứ còn bây giờ không có slot cho Skybreaker đâu. Ok, bán đi thôi. Đấy, còn con sao đi vô thì cái lý do mà tôi giữ ấy là bởi vì là tí nữa nó ra được 2 con ấy thì nó thêm được 2 con gấu nữa ấy khác nhau ấy, thì là chúng ta kẹp với bộ wizard vào chúng ta kích hoạt luôn nha anh em nhá, chứ chúng ta không đợi 4 con kích hoạt luôn anh em ạ. Ui. Được quá nhờ. Đấy anh em thấy không, được 2 con này, đơn giản thế thôi. Đấy, cứ lúc đầu game thì nhớ, anh em nhớ nhá, bí kí để mà chơi gấu ấy, nó có một cái bí kí. Đấy là anh em vào anh em phải xác định là anh em đéo bao giờ chơi gấu luôn nhá. Anh em phải xác định là gấu chơi khó lắm. Nói chung là chúng ta không chơi ở đâu, nên là chắc là chỉ gọi là cầm tạm nhét con gấu vào để khi nào mà nó ra thì chúng ta lấy tiền chúng ta bán đi thôi. Chúng ta không xác định chơi gấu. Đấy thì nó ra nhá anh em nhá. Và nếu mà anh em cứ xác định chơi gấu thì nó lại không bao giờ nó ra. Đấy, nó lại như thế cơ.
Nhưng mà đấy cũng mới chỉ là một trong những cái lưu ý mà tôi lưu ý anh em mà khi mà anh em muốn chơi bộ gấu. Còn mấy cái lưu ý nữa cơ. Đây này, bây giờ chúng ta đến cái lưu ý thứ hai nha anh em nhá. Đấy là tôi cũng không hiểu là cái này nó có đúng không, nhưng mà tôi nhận thấy là đa số những cái người bạn của tôi chơi ấy, đa số là nó là như thế này. Nếu mà anh em chơi, anh em xác định anh em chơi gấu nhá, thì anh em hãy chơi gấu nhiều lên. Tức là anh em ví dụ anh em muốn chơi gấu ấy. Ấy ui, ui mình cứ nói là nó ra thôi. Chưa kịp coi như là định hình như nào ra mẹ luôn hai con gấu xin rồi. Nếu mà bình thường như này là có thể chơi 9 assassin được đấy. 9 assassin được luôn đấy. Câu gấu lên thêm một con gấu lửa này, mà thậm chí là tôi cũng chả cần gấu lửa. Bây giờ cái con gấu đã ra được hai con gấu assassin rồi, đơn giản thôi mà. Một quả trứng thôi là trò chơi kết thúc rồi còn gì nữa. Ba assassin vào của tôi, đơn giản. Thế rồi, thôi thế lại không ba hunter nữa. Chuyển sang assassin này, được quá nhờ. Được đấy, được đấy. Nhiều khi là chúng ta có thể chốt bài được ngay từ cái thời điểm này rồi. Khi mà ra hai con gấu assassin, thế thì nó lại đơn giản quá. Nhưng mà đồ này thì nó lại nhìn thấy hơi khéo. Lấy cái giáp phản đầu game ấy. Gọi là không muốn đánh chơi thua đây anh em ạ. Đấy là cái kiểu không muốn đánh chơi thua, nhưng mà thua mẹ nó rồi. Cày thế nhờ, round này thua. Ui con TB một chém nữa đi. Cay thật. Ơ đang nói dở cái gì nhỉ? À đúng rồi. Tôi chia sẻ với anh em một cái điều này mà không biết là nó có đúng không. Anh em thử confirm với tôi nhá. Đấy là khi mà chúng ta chơi nhiều gấu ấy, chúng ta càng chơi nhiều thì nó càng dễ ra. Đấy, không biết là có phải không. Tôi thấy các anh em mà chơi nhiều gấu thì thường là hay câu cái con gấu này nó ra nó dễ lắm. Còn tôi thì tôi chơi ít thì nó ra nó cũng ít. Đấy, không biết là có phải không, anh em thử confirm lại rồi nhá. Nhưng mà những cái đợt mà tôi chơi nhiều gấu ấy, tôi cứ thế mà tôi chơi sờ farm khoảng 10 trận gấu liên tiếp, toàn là có gấu là ra là câu gấu ấy, thì tôi nhận thấy là cái tỷ lệ ra gấu là nó nhiều hơn. Không biết là có phải không. Đấy, đấy là cái điều thứ hai muốn chia sẻ cho anh em trong cái việc là anh em xác định chơi gấu, chơi bộ Fanda nhá anh em nhá. Đấy, cái thứ ba mà tôi nhận thấy đấy là thế này. Cái arc của anh em ấy, cái arc của anh em thì nó như này. Tức là nếu mà cái arc của anh em là ủi ôi, tôi cứ đấy là tôi cứ chia sẻ với anh em là nó tự ra mẹ đủ ba con gấu rồi này, thiếu mỗi con wizard thôi. Ồ đủ quá nhỏ. Chuyện này khả năng chơi gấu là cao rồi, nhưng mà chơi gấu gì, gấu mết à, gấu mết hay gấu assassin đấy. Ê thế vẫn còn đang đắn đo đây này. Từ từ nhá, đồ này thì chưa chắc đã là assassin, mà rất có thể là chúng ta lại quay đầu quay xe, quay xe sang chơi mết thì sao, được không? Thôi thế chứ chắc là như nào đấy, chắc bán assassin đi nhở. Ọc mơ dai này. Ui nhưng mà chơi nói chung là bộ gấu, anh em hỏi tôi là chơi bộ gấu với bộ nào mạnh thì tôi nói thật với anh em là bộ gấu với bộ đéo nào mạnh luôn. Đây riêng cái round này nó ra cả hai con sâu nhá. Hai con sâu là nó còn có thể là insectoid đấy. Insectoid ngon luôn nhá, chơi mết ngon nhá, mà thôi từ từ đã. Shaman nhá cũng ngon nhá. Ui chơi được nhiều bộ lắm, thôi từ từ để xem là trận này chơi cái gì cho nó ok. Có thằng chơi xin rồi, có thằng chơi xin rồi. Đấy. À đúng rồi. Hay là chúng ta thử. Bây giờ tôi vẫn đang làm mấy cái series. Series về về bộ 4 wick. Thế hay là chúng ta thử chơi 4 wick kết hợp với cả gấu đi, xem nó như nào, xem liệu rằng là nếu mà chuyển hóa sang Dam Demon thì cái bộ gấu này có ok không anh em nhá. Chúng ta thử một trận nào. Chúng ta chơi tất cả mọi thứ với 4 wick đi. Nhờ chúng ta chơi khá là nhiều rồi. Nào thì là Feather với cả 4 wick này. Ego Seed với 4 wick rồi này. Rồi thì Kepland với 4 wick rồi này. Rồi Warlock với 4 wick rồi này. Rồi cả thậm chí là cả Glacier với 4 wick. Ui rồi đây rồi anh em ơi. Thế thì trận này chúng ta thử chơi xem là chơi 4 wick kết hợp với cả gấu đi, xem nó như nào anh em nhá. Được đấy. Được đấy, thử xem nào. Được. Tôi thấy nó rất là hợp lý luôn. Rồi ok ok. Thế là phải chơi ở level 7. Level 7 sẽ 3 assassin.
Ok, lên 7 luôn anh em ạ. Cái tầm này thì chưa mạnh đâu, nhưng mà chúng ta kẹp 3 assassin vào giữ máu anh em ạ. Giữ máu đã. Chứ còn tầm này thì vẫn chưa có đủ khả năng cắt chuỗi đâu. Bây giờ phải xin được cái con gấu assassin lên 2 sao này. Đấy. Xin một con assassin nữa thôi nhỉ, nhẹ nhàng thế thôi. Không hề tham lam nhá, xin nhẹ nhàng thế thôi. Một con assassin, một con gấu assassin nữa nào. Cố lên nào. Nào, lên, lên nào. Lên luôn, luôn. Ôi giời, nó lại đéo ra, nó lại ra cái con gấu này. Cũng được, không sao hết. Cũng được. Gấu Saman à. Trận này á, nếu mà theo tôi ấy, theo tôi đánh giá là chúng ta sẽ chơi là xem nào. Trận này khả năng là có chơi Saman không, chắc là không. Trận này có 9m không? Tính xem có 9m không? Không có 9m. Trận này có gót. Thôi, chúng ta cứ chốt là chơi cái bộ 4 wick nhá, kẹp hết tất cả các con gấu đi. Chơi tất cả, kẹp hết tất cả các gấu, nhưng mà chơi 4 wick. Đấy. Thôi khỏi kẹp Saman đi, cho cái con gấu Saman nó khả năng dùng skill kẻ ke, xong là trưởng nó chuyển sang sát thương thuần thì nó sẽ kẻ ke, nó sẽ mạnh như nào anh em nhá. Nên chúng ta không có không có kẹp Saman nữa. Kẹp Saman thì nó sẽ biến thành cái con khác, thì cái sức mạnh của con gấu đá nó bị mất đi thì nó cũng không phải là nó đã là hay đâu. Đấy. Ok. Ui nhưng mà cái thằng kia nó mất chuỗi rồi. Chưa kịp đến. Tôi chưa kịp đến. Ui, ra cả gấu bố luôn này. Được đấy nhờ. Ô thế thì tôi chơi toàn gấu ấy nhờ. 3 assassin hay là bây giờ cho gấu hết vào thì mạnh hơn. Cho mẹ hết gấu vào mạnh hơn không? Nhề. Ồ. Được không nhề? Thế này đây để bán đi để lấy tiền thôi. Bán đi tiết kiệm tiền rồi mua slot thôi. Chúng ta thôi chốt bài luôn, chơi quick luôn anh em ạ. Được đấy. Về các bạn là chơi cái con gấu bố ấy, con gấu bố ra thì càng nhiều gấu thì càng tốt thôi. Chơi có nhiều con gấu thì nó sẽ kích hoạt nhanh cái stack để con gấu bố nó có thể ăn lóc được những cái trưởng của nó. Đấy, Storm Saman này. Bình thường là tôi cũng sẽ mua Storm Saman đấy, nhưng mà thôi cái trận này thì xác định là chơi thử với cái bộ 4 wick đi nhá anh em nhá. Chơi thử bộ 4 wick đi xem như nào. Gấu này thì chơi với Saman hiện tại, cái thời điểm hiện tại kẹp Saman, kẹp 4 Saman này kết hợp với cả 4 gấu ấy, sau đó thì kẹp thêm Assassin vào chơi ở level 10 cực kỳ mạnh luôn. Counter vào Exit anh em ạ. Nhưng mà thôi, trận này thì quyết định là chơi chúng ta chơi sẽ là chơi con ấy. Chúng ta chơi cái con gấu kết hợp với cả 4 wick nha anh em nhá. Xác định luôn từ đầu à. Thử xem nào. Bây giờ đang làm content về bộ wick. Đấy, chúng ta cứ chơi với cả wick đi. Tí nữa nói chung là cái bộ wick này thì bây giờ nó chuyển sang sát thương thuần hết thì dồn đồ cho con bất cứ một cái con nào, kể cả là cái con gấu bố này hay là cái con gấu mết hay là cái con gấu đá đều được hết anh em ạ. Những cái con đồ này lấy dễ lắm. Tí nữa chuyển hết sang sát thương thuần mà. Sát thương chủ yếu là để lấy đồ ấy, tăng sát thương kỹ năng nha anh em nhá. Nó không nhất thiết nó phải là cái đồ đam tay đâu. Nó là đồ tăng sát thương kỹ năng là tí nữa là chơi được hết. Bởi vì sát thương kỹ năng là chuyển hóa thành đam thuần mà, khi mà chúng ta kẹp 4 wick mà. Đấy. Bây giờ mà ra con mèo nhờ. Ui bây giờ ra con mèo tuyệt vời luôn anh em ạ. Mèo mà kẹp với cả cái bọn này có cặp. Đấy, cứ ra cặp một cái là kẹp mèo vào là ok luôn này. Tự nhiên nó lại bây giờ nó lại đang có chuỗi anh em ạ. Chơi cái bộ gấu rất sướng. Nó khỏe anh em ạ. Một sao mà nó đã gọi là nó đã gánh tem rồi. Một sao mà trông tín thật đấy, uy tín thật. Nhưng mà bây giờ mà bọn này nó còn lên 2 sao nữa thì có khi là tôi cũng chả phải làm gì. Mà chơi gấu thì rất sướng ở cái việc là tiền nó nhiều nha anh em nhá. Tiền nó nhiều. Ơ đừng bảo thua ra quái nhá. Đừng bảo thua ra quái nhá, chắc không thua đâu. Gấu bố này gánh tim, yên tâm. Gấu bố khỏe lắm anh em ạ. Cái tầm này gấu bố có đồ kể cả là một sao nhá. Ủa, đồ à? Được đấy.
Có con Rubik nhưng mà tôi sẽ không mua. Grand Herald tí sẽ được thay bằng Grim anh em ạ. À, Grim Choke không mua cái con này. Đấy, cái này cũng được này, cái chén thánh này cũng ổn này. Ok, lấy cái chén thánh luôn. Chống sốc đam. Chơi gấu sướng thật anh em ạ. À, tiền lúc nào cũng nhiều, nó cũng rủng rỉnh ấy. Bởi vì chúng ta có phải mua bất cứ cái con nào đâu. Đấy anh em thấy tôi thực ra nhìn trên cái bàn cờ này ấy, là chỉ có mỗi cái con sao đi vô là tôi mua thôi. Đấy, còn lại là tôi đâu có phải mua đâu, nó tự ra. Chơi sướng anh em ạ. Tiền chả biết để làm gì, chơi cái bộ có cái bộ mà chơi tiền nó không biết để làm gì luôn. Đấy chính là cái bộ này này. Chính ra những cái bộ khác ấy, cái bộ gấu khác nó còn phải kẹp, nó còn phải mua các cái con khác. Còn cái bộ bộ gấu kết hợp với quick này này thì chủ yếu nó vẫn là gấu thôi, chứ còn quick thì cũng chỉ mua 3 con quick thôi mà. Đúng không? Ôi thì nhưng mà round này có khả năng toang không nhỉ? Ui. Khả năng toang là cao, đúng rồi, mất chuối. Nhưng mà thôi mất chuối cho thằng đấy thì cũng phải thôi, nó xả hết tiền. Tôi thì nói thật là bây giờ tôi còn chưa up 8 cơ anh em ạ. Tôi chưa có ý định up 8 bởi vì thực ra nhìn cái đội hình này nó cứ vẫn lèo khèo. Nó gọi là bây giờ vẫn chỉ là giữ máu thôi. Vừa nãy tôi cũng không hiểu sao tôi có chuối. Chứ còn tầm này tôi nói thật với anh em là nó vẫn khá là yếu. Khá là yếu luôn. Đấy, nó như này nó vẫn đang cảm giác như là vẫn thôi thiếu slot. Thôi từ từ đã. Đợi con TB ra ở tính. Bởi vì thực ra cái bộ nó vẫn là phải chơi ở 9. Chơi ở 9 thì nó sẽ có là 4 con gấu. 4 con gấu, 2 con quy giạt này, 3 con kia là đấy, là nó chơi ở level 9 nhá anh em nhá. 2 con quy giạt này, 4 con gấu này, kết hợp với cả con ra 4 wick nữa thì nó chơi ở level 9 là ổn. Đấy, nên là thôi, chúng ta cứ từ từ thôi. Bao giờ ra được cái con TB Fallen Witcher thì chúng ta tính sau nhá anh em nhá. Còn cứ bình tĩnh, không phải vội. Rồi câu gấu dần dần thôi. Bộ này đấy, bây giờ cứ từ từ bình tĩnh. Giờ ra con mèo ngon này. Đấy, cứ lên tiền, cứ 50 tiền thôi. Bộ này là tôi nói thật với anh em là một phát là dí lên 10 luôn, chứ còn cũng chả phải nghĩ. Chả phải nghĩ là đến cái giai đoạn mà nó gọi là nó khỏe ấy, thì thôi không phải xoán nhá anh em nhá. Không phải xoán đâu. Dí hẳn lên 10 luôn. Còn cái tầm này nó vẫn yếu, nhưng mà yếu ở trong cái thế gọi là giữ máu được, giữ máu ổn ấy, anh em hiểu không? Nên là thôi cứ mình cứ từ từ up tiền lên thôi. Còn đến khi một khi mà đã full 2 sao ấy thì thôi rồi, ui lúc đấy thì thằng nào nó đỡ được. À mà đấy, cứ thao thao bất tuyệt anh em ạ. À, thế là tôi quên mất là tôi đang nói cái gì đấy. Nhiều khi là mình đang nói một cái câu chuyện, xong mình lại tự nhiên lại chéo ra một cái câu chuyện khác. Cuối cùng là bây giờ quên mất là chúng ta đang nói với nhau cái điều gì vào giai đoạn trước đấy. Anh em nhớ không? Tôi vừa mới nhớ ra. Thì bây giờ tôi lại chia sẻ tiếp cho anh em này là cái vụ chơi gấu này. Thì nó sẽ có 4 điều mà anh em cần biết khi mà anh em chơi gấu. Tuy nhiên là tôi đã chia sẻ với anh em 2 điều rồi. Đấy, 2 điều giai đoạn đầu game mà anh em biết rồi. Cái điều thứ nhất ý, đấy là anh em phải đánh lừa đúng không? Anh em đánh lừa máy là anh em xác định anh em đã chơi gấu thì nó sẽ ra. Đấy, đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai là gì? Cái điều thứ hai ấy, nó chính là cái việc là anh em phải chơi nhiều gấu vào thì nó mới ra nhá. Anh em sờ farm thật nhiều gấu, anh em chơi 10 trận liên tiếp cho tôi thì chắc chắn là cái trận thứ 11 nó sẽ dần dần nó sẽ ra nhiều. Đấy. Không biết là có đúng không nhỉ? Sao mình lại có thể nói chắc chắn được nhỉ? Thôi không biết, anh em tự chơi đi để cảm nhận nhá. Rồi cái điều thứ ba ấy. Cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ anh em đấy là anh em chơi cái arc mà anh em hay chơi ấy thì nó sẽ khó ra hơn là anh em chơi một cái arc mới. Chơi một cái arc mới. Hoặc là một cái arc mà anh em lâu ngày anh em không vào chơi, anh em quay trở lại chơi nhá, thì nó sẽ dễ ra gấu hơn. Nó sẽ tăng cái độ may mắn cho anh em. Thực ra cái này ấy, nó không phải là gọi là duy tâm hay cái gì đâu, mà nó là có một cái chiến lược. Nó gọi là ở trong game nó là chiến lược marketing và kinh doanh mà anh em, nhiều anh em sẽ nghĩ là nó không có, nhưng mà thực ra là nó có đấy. Có đấy, nhưng mà tuy nhiên tôi sẽ quay lại cái vấn đề này sau khi tôi chia sẻ cái vấn đề thứ tư. Rồi, đủ 4 wick rồi đấy. Chúng ta đủ 4 wick rồi. Nhưng mà tạm thời thì tôi sẽ chơi 2 wick trước.
tôi chơi hai week trước, hai week trước kẹp gấu thêm một con ảo ảnh vào cho nó stun anh em ạ, thêm khống chế vào. Lên 21 rồi chúng ta up 9 rồi, chúng ta cho 4 wick vào anh em nhá. Cho 4 wick, kẹp 4 wick với cả 4 gấu vào. Chơi cái bộ này tôi nói thật với anh em xuống lắm, bởi vì chúng ta chơi chủ yếu là bằng gấu thôi mà. Đấy, gấu cứ ra thôi, gấu cứ ra thì cứ up cấp lên mà nhét vào thôi. Nhưng mà tôi cứ thấy là gấu này nó hơi gọi là lừa một tí nhá. Đấy là nó cứ ra cặp thôi, nó cứ ra. Bây giờ hiện tại là nó đang có rất nhiều cặp ở đây, toàn cặp gấu, ba cặp gấu rồi mà vẫn chưa có con nào lên được 2 sao này, hơi lừa tí. Tôi đang nghĩ cái việc là có lên là dí lên 10 luôn không. Đằng nào thì cái bộ này nó cũng đâu có dùng tiền để roll đâu mà. Nếu mà cần thì có thể là dí một phát lên 10 luôn anh em ạ. Thôi cứ lấy đồ đã. Ok. Mạnh đấy chứ. Được đấy, nhưng mà trận này hình như là có thằng chơi chơi đỏ à? Không biết là chơi God hay chơi chơi Demon đỏ ấy nhỉ. Có thằng chơi Kepler này. Tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta lên dí hẳn lên 10 luôn. Bởi vì dù sao ấy thì cái bọn gấu này, nếu mà chúng ta kích hoạt nhiều gấu ấy thì cái con gấu bố nó sẽ có khả năng nó mạnh hơn, nó kích hoạt tăng stack nhanh hơn anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là dí lên 10 luôn nhá. Lên 10 luôn đi. Ok. Lên 10 cái bọn gấu nó tung trưởng thì cái con gấu bố nó sẽ stack được nhanh và chúng ta có hai con gấu bố ở đây. Thế tội gì mà không lên 10. Hết tiền luôn anh em ạ, không sao hết. Lên 10 ở 22 cũng gọi là ổn rồi. Tí nữa mấy con gấu nó tự ra thôi mà, đâu có mất tiền mua đúng không anh em? Máu thì vẫn giữ được, ok, vẫn ổn. Ui, cái goblin này có vẻ trông có vẻ cũng to ấy nhỉ. Nhưng mà Hyperon à? Hyperon ở level thấp. Cũng là một kiểu chơi đấy. Cũng là một kiểu chơi đấy. Cũng là một kiểu chơi đấy. Cái kiểu này cũng rất hay đấy nhá. Cái kiểu mà gọi là gamble này. Style gamble Hyperon ở level thấp. Cũng là, nó cũng là một cái cách chơi đấy. Một cái chiến thuật. Nếu mà chơi Goblin, khi nào tôi cũng phải ra clip cái bộ Goblin mới được, để cho anh em biết là chơi Goblin nó có nhiều cách chơi. Tôi mới khám phá ra kiểu chơi ở level thấp cũng cực kỳ là hay luôn. Rồi. Thế này là tôi nghĩ là ổn áp rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta cứ đợi thôi. Cứ đợi cho gấu lên 2 sao hết thôi. Và đừng có nói là mẹ bây giờ gấu lừa. Từ giờ đến hết game đâu ra thêm con gấu nào nữa thôi. Hoặc là bây giờ nó ra thêm con gấu đá này. Thế là đủ bộ luôn. Là coi như là 4 con gấu 4 cặp luôn. Cày thật. Chắc là nhiều người chơi Goblin rồi, đơn giản thôi. Anh em hãy xem cái bộ truyền thuyết nhá. Chắc chắn thôi. Máy bay cả bom thì thằng nào mà nó có thể nó từ chối được cái bộ Goblin. Bản thân tôi lúc mà tôi bật cái trận này lên ấy, tôi vào game này là tôi cũng thấy là lẽ ra là nếu mà không chơi cái bộ gấu là tôi sẽ chơi Goblin ấy. Đấy rồi, hay quá. Khá đấy, khá đấy. Con này là con co chính ở trong bộ này mà. Được. Có chính đấy anh em ơi. Rồi, yên tâm. Có cái chém lan, sắp có rồi. Thêm con dao nữa thôi. Anh em cứ yên tâm. Mặc dù là bây giờ chưa có dao nhưng mà cứ yên tâm nha anh em nhớ. Round 25 nó ra mà. Cứ yên tâm. Đấy, mà nói chung là đéo cần dao anh em ạ. Đéo cần dao. Sát thương thuần mà. Sát thương chuyển hóa hay sát thương thuần hết rồi. Yên tâm mà sát thương là đủ luôn nha anh em nhá. Chơi cái bộ này nó rất hay nhá, là cái vai trò của bốn con gấu, trừ cái con gấu 2 tiền ra ấy, thì bốn cái con gấu còn lại ấy, nó có cái vai trò nó như nhau anh em ạ, tức là đồ nó lấy giống hệt nhau luôn. Đấy, chỉ trừ cái chém lan là thậm chí là ở đây là không. Ôi nhưng mà tự nhiên lại ra bao nhiêu đồ ấy nhở. Ui, rao này hai thằng đi cơ.
Ui rồi, còn chưa kịp chờ đến rau quái là có ngay cái dao ở đây rồi, con dao ở đây rồi. Đây này, được rồi, đây này, có cái chém lan rồi đây này anh em này. Bạn lấy cái bơ linh không? Bạn lấy bơ linh không? Lấy bơ linh hay là lấy dao từ từ đã nhá anh em nhá. Chúng ta cứ đợi nốt cái round này đi anh em ạ. Chúng ta đợi nốt round này đi. Chả may mà round này tự nhiên nó lại ra con nó lại ra cái viên ngọc dao ghép với con dao luôn, đúng không? Còn cái ngọc ma lăng thì chúng ta sẽ ghép với cả cái nhẫn lè để chúng ta ra cái bơ linh, vừa có cả hai món đồ luôn nhá. Chứ đừng có chọn vội, chọn sớm một tí nữa. Ví dụ chúng ta chọn viên ngọc round này ra thêm một cái viên ma lăng nữa thì có phải là dở không? Từ từ đã anh em ạ, không vội không vội, ghép từ từ thôi. Rao quái được mà, có gì đâu mà phải vội. Kể cả là rao đấm với cả người cũng thế anh em ạ. Rồi, tôi sẽ mua mấy cái con này nó lên 3 sao. Bởi vì thực ra tiền nó đâu có để làm gì đâu. Đấy, tôi biết ngay mà. Được chưa anh em, thế là ổn rồi. Thế là chúng ta vừa có bờ linh, chúng ta lại... Đấy, không cần phải lấy cái bờ linh luôn. Chúng ta ghép được cái bờ linh, chúng ta ghép được cái chém lan luôn này. Ui, ngon quá nhờ. Đấy, vừa ghép được bờ linh, vừa ghép được chém lan anh em ạ. Quá ngon. Thế thì ghép cái chém lan này. Thế còn cái còn lại lấy cái gì? Cái cấm đánh hả? Đúng không? Để dành cái cấm đánh thôi. Ok, thì chúng ta có cái chém lan. Rồi còn một cái vị trí nữa thì chúng ta sẽ để dành cái cấm đánh. Đấy, mấy cái con này cũng mua đi. Thậm chí là tôi mua luôn là gấu luôn. Ờ, đặt mua tự động gấu đi. Đây liệu rằng là có phải là cái thứ tư không mà tôi muốn nói không? Cái thứ tư là chúng ta sẽ để cái chế độ là mua tự động những cái con gấu. Có phải không? Mua tự động gấu là nó tự ra gấu, có phải không? Cái này thì nó lại hơi tâm linh em ạ. Hơi tâm linh. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không phải cái điều thứ tư mà tôi muốn nói với anh em đâu. Cái điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với anh em là cái này. Là như này này. Đấy, vấn đề thứ tư là cái vấn đề mà tôi nghĩ là anh em lên thử nhá. Đấy là anh em hãy lạp tiền, lạp Battle Pass vào. Anh em lạp Battle Pass vào thì cái tỷ lệ may mắn của anh em, cái tỷ lệ roll của anh em nó sẽ còn được, tôi nghĩ là nó sẽ còn được tăng thêm cơ. Chứ không những là anh em có thể chơi được gấu mà anh em chơi bộ nào anh em cũng chơi dễ. À, anh em thử đi nhá. Còn cái giải thích lý do tại sao mà tôi lại nói thế là, thực ra là nếu mà anh em làm ở trong ngành marketing hoặc là anh em mà chuyên về làm game ấy, anh em làm ở trong cái công ty game mà về những cái vấn đề về cốt lõi ấy, thì anh em sẽ nắm được cái vấn đề đấy. Là tại sao mà chúng ta lại phải nạp tiền vào thì nó lại chơi dễ hơn. Nó có đấy, chứ không phải là đây là vấn đề về gọi là bốc phét hay là duy tâm đâu nhá anh em nhá. Có đấy. Nó sẽ tăng một cái tỷ lệ lên, nhưng mà nó sẽ không tăng nhiều để cho cân bằng giữa các người chơi free và những người chơi lạp tiền. Nhưng mà nó vẫn có nhá anh em nhá. Đấy là những cái người lạp tiền vào ấy thì là nó sẽ tăng cái tỷ lệ ra con gấu hơn, cũng như là tỷ lệ roll ra tướng cùng form bài mà anh em chơi nó sẽ dễ ra hơn. Ví dụ như bình thường nó chỉ có 10% thôi thì nó tăng lên khoảng 13% đến 15% thì nó cũng chỉ hơn được một chút thôi, không đáng kể. Nhưng mà nó lại vẫn là khuyến khích những cái người lạp tiền vào. Bởi vì làm sao thế này này, tất nhiên là nó người ta sẽ không nói trắng ra nhá, người ta sẽ không nói trắng ra là phải lạp tiền vào thì anh em mới được may mắn. Nhưng mà nó sẽ như này để anh em hiểu được là tại sao nó lại như thế. Khi mà những cái người ta chịu bỏ tiền ra, người ta chơi game, người ta thắng nhiều ấy, thì người ta sẽ rất thích chơi game, người ta sẽ rất là đam mê, người ta cuốn vào cái game này. Chính vì thế là nó sẽ kích thích cái việc là người ta chơi game, những cái người mà chịu bỏ tiền ra để chơi game. Đấy. Thế nên là nếu mà chiến thắng nhiều ấy thì người ta sẽ vui vẻ và người ta sẽ vẫn gắn bó với game lâu dài. Người ta sẽ tiếp tục người ta làm. Đấy, như kiểu là chăm sóc khách hàng VIP ấy. Khi mà bạn có một cái khách hàng VIP thì bạn sẽ phải chăm sóc người ta để người ta gắn bó với nhau lâu dài, chúng ta lâu dài. Đó chắc chắn là cái điều đấy rồi. Người ta biết đến ý, nó đã làm cái khó rồi nhá. Người ta biết đến xong người ta dùng, người ta chơi. Đấy, người ta chơi xong rồi để chuyển cái chơi đấy thành cái gọi là tin tưởng. Đấy, xong rồi là còn yêu quý. Đến lúc mà đã yêu quý rồi thì nói chung là cái tầm bao nhiêu tiền cũng trả, nếu mà cái người mà xác định là lạp tiền nha anh em nhá. Chính vì thế nên là đấy nó là cái chiến lược của trong game này, chiến lược của cái
nhà kinh doanh phát triển phát hành game nhá anh em nhá. Đấy, thế nên là chắc chắn là nếu mà anh em sở hữu, đang có sở hữu Battle Pass nhá, mà nếu mà Battle Pass level cao ấy, tôi nghĩ là tỷ lệ nó còn ra nó còn nhiều hơn cơ. Đấy, khuyến khích anh em, không phải là gọi là quảng cáo cho game đâu nhá, nhưng mà tôi nghĩ là cái con game này, nếu mà clip này là tôi đang quảng cáo game free luôn đấy, coi như là tri ân game luôn. Đấy thì anh em nhá, đấy, nếu mà anh em xác định mà anh em đam mê về cấu thì anh em hãy làm Battle Pass, chắc chắn là tỷ lệ nó sẽ ra nhiều hơn. Đấy, còn bây giờ mà cái người chơi ấy, tôi chỉ ví dụ thôi, nếu mà cái người chơi ấy mà người ta làm tiền nhiều ấy, người ta làm tiền nhiều nhưng mà lại toàn thua, tức là tỷ lệ ra nó như người khác ấy, chơi toàn thua đeo thắng được ấy, thì người ta bỏ game sớm thì còn ai làm nữa, đúng không anh em? Chắc chắn rồi. Để duy trì game thì đương nhiên game là đâu có làm ra free đâu, cái gì cũng thế, đâu có làm ra free. Đấy, nếu mà anh em, các anh em mà chơi free mà anh em lại muốn có skin đẹp, anh em muốn có những cái bàn cờ thì anh em lại phải xem quảng cáo, anh em thấy không? Tức là vẫn là đóng góp cho game, thế là ok rồi. Đấy, thế còn các anh em mà làm tiền vào thì chắc chắn rồi, nó sẽ phải có những cái chính sách như ở trong game để người ta giữ khách chứ anh em. Chứ nếu mà bây giờ mà không giữ khách thì lấy đâu ra kinh phí để mà duy trì game. Đấy, nào là tiền trả thuê server này, rồi thì tiền trả cho nhân viên thì đủ thể loại nhân viên nhiều lắm chứ, nhân viên marketing này, nhân viên chạy fanpage này, nhân viên lập trình, rồi nhân viên thiết kế đồ họa, ủi nhiều lắm anh em, một con game này bao nhiêu là nhân viên luôn ấy, tiền trả lương nhân viên cũng sấp mặt luôn ấy chứ. Đấy, cũng chả biết thế nào, nhưng mà thấy người chơi game này khá là ít rồi, lại còn ít lập tiền nữa. Tôi không hiểu là có duy trì game này liệu còn có thể sống được thêm được khoảng 1-2 năm nữa không. Chứ còn bây giờ tôi thấy là các cái số liệu các thứ mà tôi thấy ở trong mấy cái trang chuyên về số liệu mà nó phân tích thông tin về con game này, tôi thấy là ít người chơi lắm. Tầm này khoảng chắc khoảng 1.000 người, 10.000 người, 10.000 người, trong đấy có 1.000 người là đang chơi, gọi là đang chơi. Còn 10.000 người chơi nhưng mà không gọi là chơi cùng lúc. Đấy, còn cùng lúc thì chắc là tôi nghĩ là cũng chỉ là được khoảng 1.000 người chơi cùng lúc rồi. Thì tôi thấy thế đéo nào, bây giờ cái rank chơi rank lúc mà gặp cả mấy ông King Queen ghép loạn xì ngẫu cả lên. Bây giờ nói chung là cái kiểu cầm cái ạc rank lúc ấy mà săn mấy ông King Queen dễ lắm, săn mấy ông top server cực kỳ dễ luôn, chỉ cần là ấn file cùng lúc thôi mà. Ok, Greater thì không có tuổi rồi, chắc chắn rồi. Greater gặp cái bộ này thì tuổi gì anh em ơi. Greater có cả ca lông à, nhưng mà chắc là rao này đi luôn, tôi nghĩ là như thế. Greater không có tuổi, nói cho nó nhanh. Ây da, cũng căng. Ừ, cũng căng đấy. Ờ, mạnh thế nhở. Ui dồi, thế thì có vẻ như tôi đánh giá hơi sai, hơi sai cái bộ Greater rồi. Cười đấy. Thế rồi. Ơ, từ từ. Không mua này. Không. Grim sốc. Thế thôi, Grim sốc kéo lên 3 sao đâu. Đây. Cay nhờ, cái con gấu mết nó vẫn chưa lên được 2 sao kìa. Đúng là kiểu cũng may là nó ra lên 2 sao đấy anh em ạ, không gấu lừa toàn 1 sao thì chắc cũng chả chơi được đâu. Hôm nay cũng may mắn đấy, mẹ đang còn chuỗi thua đây này anh em này. Cáu thật. Mày coi như là chém gió, bây giờ để ý lại thì mới thấy là vẫn đang thua. Ui, con đỏ quy được pen à? 2 sao à? Càng đấy. Có phải không? Có phải không nhỉ? Ui, càng ấy. Càng đấy, nhưng mà cái con gấu assassin của tôi có vẻ như là nó vẫn đang rất là gánh ở đây. Ôi, tôi cứ nghĩ là nó sẽ bị đẩy nhiều, nhưng mà thực ra là cuối cùng là cái con gấu assassin nó clear hết anh em ạ. Được quá nhờ, 18.000 đam cho gấu assassin. Được đấy. Đam thuần mà đánh thấm lắm anh em ơi, cộng 50% đam lại còn
cái skill của nó cũng là đam thuần luôn. Cái skill cộng đam của nó cũng là đam thuần luôn, nhảy cũng là gây đam thuần. Hai lần đam thuần. Hai lần gọi là đam, nói chính xác hơn thì nó là đam chuẩn đấy, nó là đam chuẩn đấy anh em ạ. Được đấy nhở. Cầm hòa luôn này. Hay quá. Đấy rồi, ui vừa nhắc đến xong, cuối cùng thì nó cũng lên được 2 sao. Đấy, thế là cuối cùng là chơi hết 6 con gấu luôn anh em nhá. 6 gấu. 6 gấu 4 quick ở level 10. Được quá nhờ. Rồi, cái con gấu bố hy vọng là lên được 2 sao. Và nói chung là có trứng thì tôi cũng không đập con gấu bố đâu. Bây giờ thì giữ trứng lại để đập cho gấu assassin thôi anh em ạ. Gấu assassin làm co. Đấy. Bây giờ thì tiền này thì chắc là chỉ để roll cái con Saudivo lên 2 sao thôi. À lên 3 sao thôi. Saudivo lên 3 sao rồi thêm con ảo ảnh phẫn lộ với cả mấy cái con Fallen Witcher, con Tabu lên 3 sao thôi. Còn bọn kia nó tự ra mà. Đúng không? Trứng thì cũng sẽ không đập cho mấy con Tabu về mấy con Fallen đâu. Trứng thì chỉ để bây giờ tôi trứng là sẽ là cho gấu assassin nhá anh em nhá, thống nhất thế luôn. Ui khỏe chưa này anh em này. Đấm rằng 9 assassin mất 18 máu luôn. Càng. Càng đấy. Để rồi. Một con nữa thôi. À đâu, hai con nữa, hai con nữa, hai con nữa. Thế thì từ từ đã. Tôi cứ tưởng là một con nữa thì tôi roll hết tiền rồi đấy. Nhưng mà hai con nữa thì lại từ từ. Từ từ để 40 tiền. 50 tiền mà roll thôi anh em ơi. Cứ bình tĩnh. Không gì vội cả. Đấy bây giờ lại đang là nhiều máu nhất rồi. Vừa nãy đang đánh chuỗi thua, bây giờ lên con gấu mết 2 sao cái là lại tín luôn anh em ạ, uy tín luôn. Được không? Quá được. Được quá nhờ. Uy tín đấy. Phải công nhận là đánh gấu xuống thật. Chẳng mấy khi được chơi anh em ạ. Wow. Xuống thế không biết rồi. Thật đấy. Ôi, tôi chơi, nói chung là tôi chơi cái bộ này, nói chung là tiền nó cha đây làm cái đéo này luôn. Xuống thật, tiền lúc nào cũng dư giả. Đấy bây giờ cứ tự ra gấu thôi mà. Thậm chí là nếu mà thiếu tiền có thể bán bớt gấu đi. Nếu mà không xác định là lên 3 sao, bán bớt gấu đi xong rồi tí nữa là up dần mấy cái con co lên thôi. Chỉ lại giữ lại cái con gấu assassin để lên 3 sao thôi. À bây giờ Greater mày lại đây. Bây giờ khác rồi bạn ơi, bây giờ khác rồi. Lấy là cái con gấu mết nó còn chưa lên được 2. Bây giờ con gấu lưng mết nó lướt một phát nó gần chết hết rồi anh em ạ. Khác chưa? Khác chưa? Khác tí nào chưa? Khác chưa? Khác nhiều rồi bạn ơi. Khác nhiều lắm. 11 máu đi luôn. Ui giời. Quá đơn giản. Ui. Lên được luôn là sao này, không phải buồn nữa. Được quá nhờ. Thế là không những là gấu tự ra mà sao đi vô nó cũng biết tự ra luôn anh em ạ. Đây rồi, có đồ cho gấu assassin đây này. Được đấy. Bây giờ chuyển đồ cho con. Con đồ đá. Chuyển bớt đồ cho gấu đá đấy. Nó như nhau mà, hai con này vai trò như nhau đấy mà. Đều là gây đam. Mà sát thương thì là sát thương thuần hết. Nhưng mà cái con gấu đá thì nó cũng có một cái khả năng. Đấy là nó chính là khả năng khống chế. Cũng khá là hay. Nếu mà anh em hỏi là dồn đồ cho con nào mà nó tín nhất thì như tôi đã nói từ vừa nãy là tất cả các con nó đều là gây sát thương thuần và như nhau. Nhưng mà nếu mà tín nhất ấy thì chắc chắn là nó, ở đây là chúng ta sẽ phân vân với con gấu đá với cả con gấu assassin đúng không. Thì nó có mỗi con nó có một cái điểm mạnh riêng, thì tôi xin phân tích để anh em có những cái lựa chọn của riêng anh em. Cái con gấu đá thì nó có một cái khả năng đó là khống chế rất là mạnh, kẻ ke rất là mạnh. Có chém lan này. Chém lan hay là hút máu cuối đây. Chúng ta ghép được cái hút máu. Hút máu. Ghép cái mặt lạ hút máu này là chúng ta có cả kỹ năng. Hút máu kỹ năng lẫn hút máu chém thường luôn. Rồi. Tôi nghĩ là lấy cái chém lan. Lấy chém lan anh em ạ. Chém lan clear cho nhanh. Tăng khả năng clear của gấu assassin. Thực ra ở trong cái trận đấu này là đồ cho gấu assassin và đồ cho gấu đá là nó là gần như là tương đương nhau anh em ạ. Như là nhìn thế thôi. Gấu đá đam cũng rất to nhá. Gấu đá đam cũng rất to luôn. Cũng là tương đương với gấu assassin luôn.
Đấy, nhưng mà được cái là con gấu assassin này nó có một cái hay. Đấy là mặc dù nó không có khống chế nhưng mà nó lại có cái gì? Nó lại có cái khả năng là nó trốn. Nó có khả năng trốn trong combat bằng việc lúc nó dùng skill thì nó bất tử. Nó bay loạn xì gậu lên và nó mất focus, khiến cho nó đổi đối tượng sang con khác đấy. Vừa lấy hết máu cái lại đầy rồi này anh em này. Đấy, được không? Ổn không? Quá ổn luôn. Con này nó sẽ có khả năng nó gọi là trốn trong combat. Sống sót rất cao, tỷ lệ sống sót rất cao. Ui lại có đồ này. Được nhờ. Hay quá. Đấy. Cấu assassin gây được 20.000 đam luôn anh em ạ. Đấu với cả bọn đỏ. Cầm cái chén này đi. Mỗi con cầm một cái chén anh em ạ, cho nó đỡ bị mất stack. Hai cái chén nó không stack với nhau trong khả năng hồi máu, kiểu tăng phần trăm hồi máu đâu. Nó chỉ hồi được máu thôi. Nó hồi máu nhưng mà một cái chén thì nó cái cooldown của nó nhanh hơn thì phải. Một cái chén thì nó hồi được ít hơn và cooldown của nó chậm hơn. Ui, có khi round sau hết game anh em ạ, roll drop thôi. Ui, có khi nào nó đi luôn ở round này không nhở? Trông có vẻ giống như là... Ui, đi luôn ạ. Ui, round này đi luôn ạ, gót đỏ kẹp Queen of Pain. Không ăn thua. Con Queen of Pain này chính ra nhá, nó còn đéo mạnh bằng cái con người nước cơ. Tôi phải nói thật là như thế, Queen of Pain bây giờ kẹp gót đéo tín đâu. Có ngày trước thì hay chơi gót đỏ kẹp Queen of Pain thì tín thật. Nhưng mà từ khi mà nó tăng cái cooldown của con Queen of Pain, cái skill của con Queen of Pain lên, rồi nó lại còn tăng cả cái cooldown ở cái bộ gót. Chính vì thế nên con này nó không hú liên tục anh em ạ. Nó không hú liên tục, không khống chế liên tục thì con này nó phế lắm. Bởi vì đam nó gây ra nó bé. Nó không như là cái con người nước đâu. Cái con người nước chính ra lên 3 sao nó còn khỏe hơn cái con này. Đấy, mà công nhận hai con gấu nó làm hết anh em ạ. Con gấu đá với con gấu assassin, cái round cuối cùng ấy là đam của nó bằng nhau ấy. Đam của hai con là nó bằng nhau. Đấy, anh em có thể tua lại anh em xem nhá. Tôi nhớ là nó là 10.000 đam với 9.000 đam. Anh em thấy hay thì hãy để lại tôi một like nhá anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.